sức mạnh pháo phản lực đáng sợ nhất của Nga đánh trúng kho chứa vũ khí Ukraine. Vào giữa tháng 6 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga đã cho đăng tải một đoạn video quay lại cảnh pháo phản lực hạng nặng BM-30 Smerch khai hỏa trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đáng chú ý, thứ vũ khí này của Nga cũng chính là một trong những tổ hợp pháo uy lực nhất mà nước này đang sở hữu. Cụ thể, các đơn vị tình báo Nga đã phát hiện địa điểm tập kết trang thiết bị, đạn dược và vũ khí cho binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến. Thông tin này sau đó được xác nhận lại một lần nữa bằng các thiết bị tình báo kỹ thuật. Ngay sau khi đã tiếp nhận đầy đủ thông tin tọa độ của mục tiêu, một xe phóng BM-30 Smerch được điều tới khu vực trống trải và các binh sĩ Nga đã đưa loại vũ khí này vào trạng thái sẵn sàng khai hỏa. Trong video mà Nga đã chia sẻ, cảnh quay từ xa cho thấy pháo BM-30 Smerch bắn một loạt đạn rocket tạo ra cột khói lớn. Thông qua hình ảnh do máy bay không người lái truyền về cho thấy đạn rocket đã đánh trúng mục tiêu. Được biết, tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch hay còn có biệt danh là Lốc Xoáy được phát triển vào đầu thập niên 1980 và đi vào biên chế Hồng quân Liên Xô từ năm 1987 nhằm mục đích tiêu diệt công sự, tăng thiết giáp, sở chỉ huy, trận địa pháo và kho đạn của đối phương. Khi đó, nó là tổ hợp pháo phản lực phóng loạt MLRS mạnh nhất trên thế giới. Cho đến ngày nay, Smerch vẫn nằm trong số các tổ hợp pháo phản lực hạng nặng đáng sợ nhất của Nga. Sơ lược về hệ thống pháo phản lực bắn loạt BM-30 Smerch, tổ hợp pháo phản lực bắn loạt Smerch được xem là loại vũ khí chế áp đầy uy lực trên chiến trường nhờ khả năng cơ động cao và nhanh chóng từ các trận địa được thiết lập sẵn. Chúng có thể phóng đạn phát tán mìn hoặc giáng đòn xuống các mục tiêu đối phương như lực lượng cơ giới đang vận động hoặc trú nấp, các tổ hợp tên lửa chiến thuật di động, bãi đáp trực thăng vũ trang, hoặc phân đội hỏa lực như cối, pháo, mặt đất, pháo phản lực, sở chỉ huy và binh lực đồn trú trong các căn cứ quân sự phức hợp. Nói về sức mạnh, mỗi xe phóng đạn được trang bị 12 ống phóng cỡ nòng 300mm, loại đạn 9M55 tiêu chuẩn của Smerch dài 7,6m và nặng 800kg, giúp tầm bắn của hệ thống này đạt từ 20 đến 70km. Thậm chí, phiên bản đạn 9M528 còn có tầm bắn tới 90km. Chưa kể, các quả đạn đều có hệ thống hiệu chỉnh đường bay và tầm bắn để tăng độ chính xác. Bên cạnh đó, tổ hợp pháo BM-30 cũng có thể sử dụng nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm nổ mảnh HEF, nhiệt áp FAE, đạn cháy, đạn chùm có khả năng chống bộ binh hoặc chống tăng, cũng như đạn chống tăng tự dẫn. Một trong những thế mạnh của Smerch chính là khả năng phóng từng quả đạn riêng lẻ hoặc phóng theo loạt 3, 6 và 12 đạn. Tổ hợp này đặc biệt hiệu quả đối với nhóm quân tập trung, xe thiết giáp, khẩu đội pháo binh, sân bay và mục tiêu tản mát của đối phương. Do một loạt phóng 12 đạn của BM-30 có thể bao phủ diện tích tới 67 hectare, cho nên đôi khi tổ hợp Smerch còn được gọi là vũ khí hủy diệt hàng loạt, với việc đầu đạn chống bộ binh đủ sức tiêu diệt mọi sinh vật sống trong khu vực sát thương. Thế nhưng, trên thực tế, BM-30 Smerch hiếm khi phóng hết một loạt 12 đạn rocket trong một lần khai hỏa. Một tổ hợp Smerch hoàn chỉnh hiện đang được Bộ Quốc phòng Nga định danh là 9K-58 và xe phóng đạn có định danh là 9A-52. Trong đó, xe phóng 9A-52 có thể chuyển từ trạng thái hành quân sang khai hỏa chỉ trong vòng 3 phút. Người điều khiển cũng có thể ra lệnh phóng đạn từ trong xe hoặc từ xa. Một loạt phóng toàn bộ 12 đạn chỉ kéo dài trong 38 giây. Bệ phóng của nó được đặt trên khung gầm hạng nặng MAZ-543. Mỗi xe phóng đạn có tốc độ tối đa 60 đến 65 km/h và có thể chạy liên tục 850 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Mỗi khi cần tiếp đạn, việc nạp đạn được tiến hành bởi xe nạp 9T-234-2. Loại xe này được sử dụng chung khung gầm MAZ-543, được trang bị cần cẩu và 12 quả đạn dự trữ vào quá trình nạp đạn kéo dài đến 36 phút. Hiện tại, mỗi tổ hợp BM-30 thường bao gồm 6 xe phóng 9A-52 và 6 xe nạp 9T-234-2. Sau khi khai hỏa, các xe phóng sẽ rời trận địa và nạp đạn ở khu vực riêng để tránh đối phương phản pháo. Một điểm đáng chú ý nữa là hệ thống điều khiển hỏa lực Vivari có thể hoạt động tự động hoặc do con người vận hành. Hệ thống này được đặt trên một xe riêng,
có khả năng chỉ huy 6 bệ phóng khác nhau và có nhiệm vụ tính toán đường đạn và dữ liệu mục tiêu cho từng bệ phóng. Dù được trang bị nhiều tính năng hiện đại, thế nhưng BM-30 Smerch cũng có nhược điểm, đó là pháo phản lực hạng nặng này không phù hợp để tấn công các mục tiêu ở cự ly gần, bởi yêu cầu tầm bắn tối thiểu là 25 km. Thế nhưng, trong trường hợp bị đối phương áp sát, BM-30 Smerch gần như không có khả năng chống đỡ. Trước đây, để chống lại xe tăng, người ta phải dùng tăng đấu tăng, pháo chống tăng, súng phóng lựu chống tăng các vai của bộ binh hay các tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM. Thế nhưng, các hệ thống này đều có tầm bắn ngắn. Khi xe tăng vào tầm xạ kích thì các hệ thống và đơn vị săn tăng đã nằm trong tầm hỏa lực của đội hình tấn công. Tuy nhiên, khi BM-30 ra đời thì khái niệm chống tăng đã bước vào kỷ nguyên khác. Trong các chủng đạn của pháo phản lực phóng loạt, BM-30 đã được trang bị nhiều loạt đạn chống tăng đầy uy lực. Ví dụ như đạn phản lực 9M55K1 với các phần tử tự tìm mục tiêu, được sử dụng cho nhiệm vụ tiêu diệt các cụm khí tài thiết giáp và xe tăng từ trên không. Hay đạn phản lực 9M55K4 với đầu đạn rải mìn chống tăng cũng được sử dụng cho nhiệm vụ trải các bãi mìn chống tăng từ xa trước các phân đội kỹ thuật của đối phương trên hướng tấn công cũng như trong khu vực tập trung. Hoặc đạn 9M55K5 với đầu đạn chứa các phần tử xuyên lõm, nổ mảnh được sử dụng nhằm tiêu diệt sinh lực địch và các khí tài bọc thép trên chiến trường. Nhìn chung thì đạn chống tăng của tổ hợp BM-30 Smerch có những ưu thế như sau. Thứ nhất là tầm bắn rất xa, tính cơ động cực cao cho nên tránh được sự tấn công đáp trả của pháo binh và không quân đối phương trong khu vực chiến sự. Thứ hai, cơ chế đột nóc cực mạnh. Vì phần giáp trên nóc của các loại xe tăng được tiết giảm tối đa để đảm bảo tính cơ động, vì vậy các loại đạn của Smerch với cơ chế nổ đột nóc dễ dàng xuyên phá. Thứ ba là độ chính xác cao. Do đạn được dẫn đường bằng hồng ngoại cũng như phần nắp che động cơ của xe tăng chủ lực phát ra bức xạ hồng ngoại rất mạnh. Và cuối cùng thì hiệu quả chiến đấu rất cao. Với tốc độ bắn cực nhanh, mỗi tứ đoàn 4 xe phóng bắn hết 48 quả đạn chỉ mất 20 giây. Như vậy, mỗi lần bắn 5 loạt, ta có thể tung phóng 240 quả đạn chống tăng tự tìm mục tiêu bằng hồng ngoại hoặc đến 1.200 quả mìn chống tăng. Ngoài ra, pháo phản lực BM-30 có thể kết hợp với các phương tiện trinh sát hiện đại như các đài trinh sát và chỉ thị mục tiêu dẫn bắn quang hồng ngoại, laser, quang điện tử, âm thanh, các máy bay UAV trinh sát không người lái. Qua đó, cho phép bố trí hỏa lực rộng khắp, bí mật cơ động và có khả năng tập trung hỏa lực, thừa sức chặn đứng một cuộc tấn công của các sư đoàn bộ binh cơ giới hạng nặng và tăng thiết giáp bằng các đợt hỏa lực cấp tập ở cự ly rất xa. Ngoài chức năng chống tăng tầm xa, BM-30 còn là vũ khí tác chiến chủ lực cấp chiến dịch của lục quân. Với các loại đạn chùm chống bộ binh, đạn phá mảnh, xuyên giáp, nó có khả năng tấn công cả tiền tuyến và hậu phương của quân địch, phát huy được tối đa khả năng chế áp hỏa lực, tấn công sân bay, sở chỉ huy, cầu cống, đường xá. Hệ thống này cũng phát huy được tác dụng rất tốt trong loại hình tác chiến chống đổ bộ đường biển, đặc biệt trong tình huống khẩn cấp, bị động, không có lực lượng chống đổ bộ tại hiện trường. Một vài hệ thống pháo phản lực Smerch còn có khả năng dập nát hoàn toàn một cuộc đổ bộ của địch trên một bình diện rộng. Nó cũng có khả năng hủy diệt toàn bộ lực lượng hải quân đánh bộ, xe tăng, thiết giáp lượng thề của địch đang hành tiến từ tàu đổ bộ vào bờ hoặc đã lên đến mép nước, thậm chí có thể trực tiếp tấn công vào các tàu đổ bộ của đối phương. Vào năm 2017, Nga đã cho giới thiệu phiên bản 9A-52-4 Tornado được ra đời dựa trên thiết kế của BM-30. Biến thể này được cho là đóng vai trò bệ phóng pháo phản lực hạng nhẹ và đa năng hơn Smerch. Với hỏa lực giảm xuống chỉ còn 6 ống phóng, Tornado cũng được trang bị hệ thống định vị và điều khiển hỏa lực hiện đại hơn BM-30. Ngoài 106 tổ hợp đang được biên chế trong lực lượng pháo binh, tên lửa Nga BM-30 cũng hiện diện trong quân đội 15 quốc gia khác. Trước đây thì nó cũng đã từng tham chiến tại Chechnya, Syria và gần đây nhất là Ukraine. Trước khi phá hủy kho chứa vũ khí của Ukraine như đã nói ở đầu video, thì vào hồi đầu tháng 5, BM-30 Smerch cũng đã từng lập được đại công cho quân đội Nga khi tiêu diệt được hệ thống phòng không tầm xa S-300 PMU mà Ukraine mới nhận được từ Slovakia.
Cụ thể, vào ngày 6 tháng 5, các nguồn tin từ Nga đã chia sẻ một đoạn video về cuộc tấn công tên lửa phá hủy một xe bệ phóng TEL thuộc loại 5B-85D hoặc 5B-85S và một radar điều khiển hỏa lực 5N63S được liên kết với các hệ thống S-300TS của lực lượng vũ trang Ukraine AFU. Hệ thống S-300 này được cho là bị hủy diệt bởi bệ phóng tên lửa đa năng hạng nặng BM-30 Smerch bắn ra các tên lửa 300mm có điều khiển với đầu nổ là đạn phân mảnh cao có khả năng hủy diệt một khu vực rộng lớn. Khi Nga sử dụng BM-30 ngoài chiến trường, sẽ rất khó để quân đội Ukraine có thể chống trả lại nếu như không có các loại vũ khí mang sức mạnh tương đương do Mỹ và các nước phương Tây viện trợ. Và chắc chắn, thiệt hại do tổ hợp pháo Nga này gây ra sẽ khiến cho Ukraine phải đau đầu. Đến đây thì video ngày hôm nay của TB Trends cũng xin được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã cùng xem hết video này của chúng mình. Các bạn có nhận xét gì về chủ đề ngày hôm nay hay không? Hãy cùng comment bên dưới cho tụi mình cùng được biết với nhé. Và nhớ ấn like, share và subscribe để theo dõi những video mới nhất đến từ TB Trends, nâng tầm kiến thức. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.